Kể chuyện đàn kiến con ngoan ngoãn. Bà kiến đã già, một mình ở trong cái tổ chật hẹp, ẩm ướt. Mấy hôm nay bà đau ốm, cứ rên hừ hừ. Đàn kiến con đi ngang qua, thấy vậy bèn giúp đỡ bà. Chúng tha về một chiếc lá đa vàng mới rụng, dìu bà ngồi trên đó, rồi lại cùng ghé vai khiêng chiếc lá đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát. Rồi chúng chia nhau đi tìm nhà mới cho bà kiến. Cả đàn xuống vào khiêng chiếc lá, đưa bà kiến lên một ụ đất cao ráo. Bà kiến được ở nhà mới, sung sướng quá, nói với đàn kiến con: nhờ các cháu giúp đỡ, bà được đi tắm nắng, lại được ở nhà mới cao ráo đẹp đẽ. Bà thấy khỏe nhiều hơn lắm rồi, các cháu ngoan lắm, bà cảm ơn các cháu thật nhiều. Nào, bây giờ chúng ta cùng trả lời mỗi câu hỏi trong từng bức tranh. Bức tranh số 1. Bà kiến sống ở đâu? À, bà kiến sống trong một cái tổ dưới lòng đất. Bức tranh số 2. Đàn kiến con dùng vật gì để khiêng bà kiến? Cùng quan sát bức tranh để tìm câu trả lời nhé. Đàn kiến con dùng một chiếc lá để khiêng bà kiến. Nào, chúng ta cùng nhìn vào bức tranh thứ 3. Câu hỏi cho bức tranh này: đàn kiến con đưa bà kiến đến đâu? Đàn kiến con đưa bà kiến đến một nơi cao ráo hơn chiếc tổ cũ. Chúng ta cùng đến với bức tranh thứ 4. Được ở nhà mới, bà kiến nói gì với đàn kiến con? Được ở nhà mới, bà kiến cảm ơn đàn kiến con. Video kể chuyện đàn kiến con ngoan ngoãn đến đây là kết thúc rồi. Các em đừng quên bấm like, đăng ký, chia sẻ video cho bạn bè và đón chờ video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các em. Tạm biệt.